nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 25 km về hướng Đông Nam. Chùa Hộ Quốc được xem là ngôi chùa lớn và đẹp nhất tại Phú Quốc hiện nay. Với vị trí địa lý cực kỳ phong thủy và lối kiến trúc thuần Việt đầy ấn tượng, nơi đây xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho du khách mỗi khi đến với đảo Ngọc. Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang có mặt tại đảo Ngọc Phú Quốc. Và trước mặt quý vị đây là chùa Hộ Quốc, ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Phú Quốc hiện nay. Đây là ngôi chùa được xây dựng mới hoàn toàn. Tuy không có giá trị lịch sử như nhiều ngôi chùa khác trên đảo Phú Quốc, nhưng lại sở hữu vị trí và kiến trúc cực kỳ ấn tượng. Đường đến chùa thì rất dễ đi. Từ trung tâm thị trấn Dương Đông, quý vị đi về hướng Nam đảo theo con đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 25 km, sẽ thấy ngã ba rẽ trái vào chùa. Quý vị có thể đi bằng xe máy, taxi và thời gian di chuyển mất trung bình khoảng 30 phút. Thời điểm thích hợp đến chùa là đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều. Quý vị hạn chế đi vào lúc giữa trưa vì trong chùa ít cây lớn nên rất nắng nóng. Thường thì du khách đến chùa đa phần là những người đi xuống Nam đảo để tham quan tắm biển, nên nhiều người lại đôi khi không chú ý đến trang phục của mình xem có phù hợp không. Vì thế, nhà chùa đã chuẩn bị sẵn ở ngay cổng tham quan những bộ đồ lam để cho những ai cần để vào lễ Phật theo đúng quy định. Đứng tại vị trí cổng tham quan, quý vị sẽ thấy bên tay phải đây là nhà phát hành kinh sách, băng đĩa Phật giáo. Còn bên tay trái là nhà mát để du khách dừng chân ngồi nghỉ ngơi. Phía xa xa trên đồi cao, quý vị có thể nhìn thấy rất rõ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao hơn 30 mét, nổi bật trên nền trời xanh. Ở vị trí trung tâm sân chùa, đây là tượng Phật Ngọc, khắc họa hình ảnh Đức Phật Thích Ca tọa thiền dưới cội Bồ Đề. Sau khi chiêm bái xong, du khách thường đứng cạnh tượng Phật Ngọc để chụp ảnh toàn cảnh quần thể chùa ở phía sau. Theo tôi đi tìm hiểu thì chùa Hộ Quốc này được hình thành xuất phát từ tâm nguyện của Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vốn nổi tiếng là một vị tướng bình dị, gần dân và mang tâm hướng Phật. Với mong muốn khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ thời Trần, đến nay ông đã chủ công xây dựng 6 ngôi thiền viện ở miền Bắc và 7 ngôi thiền viện ở miền Nam. Kinh phí xây dựng chùa Hộ Quốc lên đến hơn 100 tỷ đồng, được ông kêu gọi từ các doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm. Ngôi chùa được khởi công vào năm 2011 và khánh thành một năm sau đó. Khuôn viên chùa có diện tích rộng lên đến 110 hectare, bao gồm nhiều hạng mục kiến trúc ấn tượng. Ngay phía sau tượng Phật Ngọc là đường tam cấp dẫn lên chính điện nằm trên đồi cao. Ở giữa có một bức phù điêu khổng lồ, chạm khắc hình tượng rồng và hoa sen cực kỳ tinh xảo. Màu sơn chủ đạo ở đây là vàng nên trông rất nổi bật và hoành tráng. Con đường dẫn lên chùa bao gồm 70 bậc tam cấp, hai bên điêu khắc hình rồng đá uốn lượn cực kỳ ấn tượng. Ở vị trí trung tâm của đỉnh đồi là chính điện, có tên chữ là Đại Hùng Bảo Điện. Cũng giống như những thiền viện trúc lâm khác, hai bên chính điện cũng có lầu chuông và gác trống. Như quý vị có thể nhìn thấy, kiến trúc của chùa Hộ Quốc chịu nhiều ảnh hưởng bởi kiến trúc đình chùa Bắc Bộ. Tuy mới được xây dựng nhưng trông rất cổ kính. Tuy nằm trong cùng hệ thống thiền viện trúc lâm, nhưng kiến trúc của chùa Hộ Quốc có chút khác biệt so với các thiền viện khác. Bởi chùa được dựng hoàn toàn từ các cột gỗ lim, nên chiều cao của chùa cũng bị giới hạn theo chiều cao của cột gỗ.
Khi đến với chùa Hộ Quốc cũng như những ngôi chùa khác theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, quý vị sẽ thấy hệ thống văn tự ở đây được sử dụng hoàn toàn là chữ Quốc ngữ, thể hiện tính tự tôn dân tộc rất cao. Ngay tại ban thờ của chính điện là pho tượng Phật Niêm Hoa Vi Tiếu với hình tượng Đức Phật Thích Ca tay cầm hoa sen, miệng đang mỉm cười. Ở hai bên là tượng thờ của hai tôn giả Ca Diếp và A Nan. Đây là hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngoài ra thì trên ban thờ còn có tôn tượng Phật Ngọc và Xá Lợi Phật do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cúng tiến vào năm 2012. Bên trong chính điện của các thiền viện Trúc Lâm Yên Tử nói chung, thì ngoài hình tượng Đức Phật Niêm Hoa Vi Tiếu, thường sẽ phối thờ chung hai vị Bồ Tát nữa, đó là Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà và Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử xanh. Nếu như Phổ Hiền tượng trưng cho đức hạnh, thì Văn Thù tượng trưng cho đại trí. Ngoài ra thì tại đây còn có ban thờ của Đức Ông và Đức Thánh Hiền, nằm đối xứng nhau ở gian góc của chính điện. Đức Ông hay còn gọi là Đức Chúa Ông, vốn là một doanh nhân giàu có của Ấn Độ cổ đại, nổi tiếng với tâm lòng quảng đại. Do làm nhiều việc thiện và ủng hộ Phật Pháp nên được phối thờ trong chùa. Còn Đức Thánh Hiền đại diện cho tất cả các vị thánh trong Phật giáo đã có công lưu truyền, hoằng bá Phật Pháp nói chung. Về cụ thể thì tượng được coi là tượng thờ riêng của tôn giả Ananda, vì ông là đại đệ tử có công lớn nhất trong việc kết tập kinh sách, nên được coi là vị thánh tổ tiếp tục truyền bá phát triển Phật giáo. Quý vị và các bạn thân mến, nằm bên hông chánh điện là con đường dẫn xuống nhà tổ. Ở xung quanh bốn hướng khu vực chánh điện có đặt bộ tượng Bát Bộ Kim Cương bằng đá. Đây là 8 vị hộ pháp nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa, mang nhiệm vụ bảo vệ Phật Pháp. Ngoài ra thì tại đây còn đặt bộ tượng Thập Bát La Hán cũng bằng đá, nhưng quy mô khiêm tốn hơn. Trước mặt quý vị đây là nhà tổ, hay còn gọi là tổ đường, nằm liền kề ngay phía sau khu vực chánh điện, nơi thờ ba vị tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Trong đó Phật Hoàng Trần Nhân Tông là sơ tổ, ngài vốn là vị vua đời ba, tài giỏi, anh minh của triều nhà Trần. Sau khi lãnh đạo quân dân đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi, ngài đã rời trốn hoàng cung, lên núi Yên Tử Quảng Ninh tu hành và sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chắt lọc tinh hoa từ thiền tông Ấn Độ và Trung Quốc, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Ngoài ra thì tại nhà thờ tổ còn phối thờ tượng của Bồ Đề Đạt Ma, được biết đến là vị tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ và là sơ tổ của thiền tông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài khu vực chính điện và tổ đường, thì trong khuôn viên của chùa Hộ Quốc còn có một công trình tín ngưỡng khác mà ít khi thấy trong những ngôi thiền viện của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó chính là đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. Ngôi đền này tọa lạc ngay phía sau lầu trống, cách chánh điện khoảng chừng 20m. Do vị trí hơi khuất nên nhiều khi du khách đến đây lại không để ý thấy. Nhiều quý vị cũng đã biết, đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, có vị trí địa lý gần sát với lãnh thổ Vương quốc Campuchia. Việc hình thành nên một ngôi chùa có quy mô đồ sộ như thế này, thì ngoài mục đích phát triển Phật giáo Việt Nam, còn mang mục đích khẳng định chủ quyền và an ninh quốc phòng tại những nơi biên giới hải đảo như Phú Quốc. Đó chính là lý do vì sao mà ngôi chùa này lại mang tên là Hộ Quốc, nghĩa là bảo vệ đất nước, và thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Ở vị trí trung tâm ngôi đền là ban thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. Trong lịch sử Việt Nam thì Quốc Mẫu Âu Cơ cùng với Quốc Phụ Lạc Long Quân được xem là người có công sinh ra dân tộc Việt Nam theo truyền thuyết con rồng cháu tiên.
năm 2017, tín ngưỡng thờ Quốc mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được phát triển rất mạnh ở các tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam. Ở hai gian tả hữu của ngôi đền là ban thờ 18 đời vua Hùng và Bách gia Trăm họ. Sự có mặt của ngôi đền Quốc mẫu Âu Cơ tại hải đảo xa xôi này như một sợi dây tâm linh kết nối những người con đất Việt, nhắc nhớ nhau về nguồn cội dân tộc để chung tay bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tôi vừa mới tham quan một vòng và giới thiệu đến quý vị những công trình tiêu biểu tại chùa Hộ Quốc. Theo cảm nhận cá nhân, tôi thấy ngôi chùa này tuy mới được xây dựng nhưng lại rất ấn tượng với tôi. Bản thân tôi đã từ lâu rất có cảm tình với những ngôi chùa theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và chùa Hộ Quốc đã mang đến cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc và đặc biệt là giá trị dân tộc rất lớn. Tham quan xong, quý vị đừng quên dừng chân ở sân phía trước chánh điện để ngắm cảnh biển tuyệt đẹp của Phú Quốc nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo của Xây Dựng TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dựng TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.